Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài 2 Tam giác bằng nhau. Chúng ta cùng đi vào mục đặt vấn đề. Vấn đề ở đây là thế nào là hai tam giác bằng nhau? Theo các bạn nghĩ thì như thế nào là hai tam giác bằng nhau? Hãy giữ suy nghĩ của mình trong đầu và trong bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem mình suy nghĩ có đúng hay không nha. Chúng ta cùng đi vào mục 1, hai tam giác bằng nhau. Cô có hoạt động thứ nhất, dùng kéo cắt một tờ giấy thành hình tam giác ABC. Đặt tam giác ABC lên tờ giấy thứ hai. Vẽ và cắt theo các cạnh của tam giác ABC thành tam giác A'B'C', hình số 1. Đó thì các bạn cùng nhìn vào phía bên trái của hình 1, các bạn sẽ thấy là gì? Đầu tiên là mình sẽ gấp tờ giấy để mình cắt một cái tam giác ABC, đúng chưa? Đó, để tạo thành tam giác phía dưới. Sau đấy mình đặt tam giác ABC đấy lên một tờ giấy khác, được chưa? Đấy, thì mình sẽ vẽ, mình vẽ các cạnh theo các cạnh của tam giác ABC rồi mình cắt theo cái đường đấy thì được tam giác A'B'C'. Thế thì các bạn có nhận xét gì về tam giác ABC và tam giác A'B'C'? Hãy so sánh các cạnh và các góc của hai tam giác ABC và A'B'C'. Thì khi các bạn so sánh các bạn thấy sao các bạn? Cạnh AB có bằng cạnh A'B' không? Cạnh AC có bằng cạnh A'C' không? Tương tự cạnh BC có bằng cạnh B'C' không? Rõ ràng là các cái cặp cạnh tương ứng nó bằng nhau đúng không các bạn? AB bằng A'B', AC bằng A'C', BC bằng B'C'. Bởi vì mình cắt tam giác A'B'C' theo tam giác ABC mà đúng không? Đó, hai tam giác chồng khít lên nhau thì rõ ràng là các cạnh của nó sẽ bằng nhau. Đúng không? Và hoàn toàn tương tự các góc các bạn cũng sẽ thấy nó bằng nhau bởi vì nó chồng khít lên nhau đúng không? Góc A bằng góc A phẩy, góc B bằng góc B phẩy và góc C bằng góc C phẩy. Đấy, thì như cô nói đấy, do hai tam giác ABC và tam giác A'B'C' chồng khít lên nhau nên chúng ta có là ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau, đấy là AB bằng A'B', BC bằng B'C', AC bằng A'C'. Rồi là ba cặp góc tương ứng bằng nhau, góc A bằng góc A', góc B bằng góc B' và góc C bằng góc C'. Đó, và hai tam giác như vậy các bạn, người ta gọi hai cái đỉnh A A', hay là B và B', hay là C và C' được gọi là hai đỉnh tương ứng. Đó. Tương tự, hai góc, góc A và góc A', hay là góc B và góc B', góc C và góc C' gọi là hai góc tương ứng, đúng không? Thì tổng cả là chúng ta có ba cặp góc tương ứng đấy. Hoàn toàn tương tự đến cạnh, chúng ta có hai cạnh AB và A'B' là hai cạnh tương ứng, đúng không? Tương tự chúng ta cũng có AC và A'C' là hai cạnh tương ứng, BC và B'C' gọi là hai cạnh tương ứng. Đó, tóm lại là các cạnh bằng nhau được gọi là các cạnh tương ứng. Các góc bằng nhau được gọi là hai góc tương ứng, đúng không? Và các đỉnh tương ứng, đúng không? Chính là các góc bằng nhau đấy. Đó, thì hai tam giác như vừa rồi được gọi là hai tam giác bằng nhau các bạn ạ. Và chúng ta có định nghĩa đấy là hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau. Đấy, và cô lấy ví dụ hai tam giác ABC và DEF bằng nhau thì được ký hiệu là, đấy, chữ tam giác mình ký hiệu bằng một cái hình vẽ nhỏ tam giác, các bạn thấy không? Đó, đọc là tam giác ABC bằng tam giác DEF, đúng không? Mình thay cái tam giác, chữ tam giác bằng ký hiệu hình tam giác, đúng chưa? Đó, và cũng nhắc lại là mình sẽ đọc là tam giác ABC bằng tam giác DEF.
Tiếp theo chúng ta có thêm một cái chú ý đấy là khi vẽ hình hai tam giác bằng nhau, các cạnh và các góc bằng nhau được đánh dấu bởi những ký hiệu giống nhau. Các bạn nhìn vào hình số 2 được không? Trên hình vẽ là cô đang vẽ tam giác ABC bằng tam giác DEF. Đó thì theo ký hiệu tương ứng thì mình sẽ có là góc A bằng góc D được ký hiệu bằng một gạch, đúng chưa? Rồi là góc B bằng góc E được ký hiệu bằng ba gạch. Rồi là góc C bằng góc F được ký hiệu bằng hai gạch. Các bạn thấy không? Thì các cái ký hiệu góc như thế này á thì mình cũng đã được học ở lớp 6 rồi đúng không? Đó, và đây khi mà mình biểu diễn hai tam giác bằng nhau đó thì các góc bằng nhau sẽ được ký hiệu bằng các ký hiệu giống nhau. Được chưa? Đó, và hoàn toàn tương tự các cạnh cũng thế, các bạn sẽ thấy là cạnh AB bằng cạnh DE. Đó, các cạnh bằng nhau thì được có ký hiệu giống nhau là hai gạch đấy đúng không? Rồi tương tự cạnh AC bằng cạnh DF. Đó, mình ký hiệu ba gạch đấy, giống nhau đúng không? Và cuối cùng là cạnh BC bằng cạnh EF được ký hiệu giống nhau là một gạch đấy, đúng chưa? Tiếp theo, để hiểu hơn về định nghĩa, cô có ví dụ 1. Quan sát hình 3, cho biết hai tam giác ABC và MIN có bằng nhau hay không? Chỉ ra các cặp góc và các cạnh tương ứng bằng nhau. Đó, thì hôm nay các bạn quan sát vào hình 3, các bạn sẽ thấy là người ta vẽ bên tay trái là tam giác ABC, còn bên tay phải là tam giác IMN. Được chưa? Đó, thì như cô vừa nói đấy, mình có chú ý đấy, các cạnh bằng nhau sẽ được ký hiệu giống nhau, các góc bằng nhau sẽ được ký hiệu. Đấy, được chưa? Ở đây các góc là cho biết số đo đúng không? Đó, thì người ta hỏi là tam giác ABC có bằng tam giác IMN hay không, thì rõ ràng là mình phải kiểm tra xem là hai tam giác này có ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau hay không, ba cặp góc tương ứng bằng nhau hay không, đúng không? Nếu như cả ba cặp cạnh tương ứng đều bằng nhau và ba cặp góc tương ứng đều bằng nhau thì mình sẽ kết luận là hai tam giác bằng nhau, đúng không? Đó, thì bây giờ nhìn vào hình vẽ này thì mình sẽ thấy đầu tiên cạnh AB được ký hiệu một gạch, thì tương ứng bên tam giác IMN có cạnh nào bằng cạnh AB các bạn? Chúng ta sẽ thấy là có cạnh IM đúng không? Cũng được ký hiệu một gạch, thì rõ ràng là mình sẽ có là đầu tiên là cạnh AB bằng cạnh IM. Hoàn toàn tương tự, cạnh AC của tam giác ABC được ký hiệu hai gạch. Mình nhìn sang tam giác IMN, mình sẽ thấy là có cạnh IN cũng được ký hiệu hai gạch đúng không? Đó, từ đấy mình sẽ có là cặp cạnh thứ hai bằng nhau, đấy là cạnh AB bằng cạnh IN. Đó, và tiếp theo, cặp cạnh cuối cùng là cạnh BC sẽ bằng cạnh MN, đúng chưa? Bởi vì nó có ký hiệu dấu nhân giống nhau đấy, đúng không? Đấy, thì rõ ràng là mình sẽ có là ba cặp cạnh tương ứng của tam giác này bằng ba cặp cạnh tương ứng của tam giác kia rồi, đúng không? Tiếp theo, mình xét đến góc. Đầu tiên, các bạn sẽ thấy là tam giác ABC sẽ có là gì? Góc A biết số đo là bằng 80 độ. Thì tương ứng bên này mình sẽ thấy là có góc Y tương ứng cũng bằng 80 độ đúng không? Góc A bằng góc Y vì cũng bằng 80 độ. Rồi tiếp theo mình có là góc C ký hiệu bằng 30 độ. Thì tương ứng bên này mình có là bằng góc N cũng bằng 30 độ đúng không? Và cuối cùng góc B có bằng góc M không các bạn? Bằng nhau đúng không? Mặc dù nó không ký hiệu nhưng các bạn có thể tính được nó bằng nhau. Bởi vì chúng ta vừa mới học ở bài trước là định lý về tổng ba góc một tam giác đấy đúng không? Đó thì chúng ta sẽ tính được là gì? Trong tam giác ABC có góc A bằng 80 độ, góc C bằng 30 độ thì mình sẽ tính được góc B chính là bằng 180 độ tổng ba góc trừ đi 80 độ trừ đi 30 độ đúng không? Đó. Tương tự bên tam giác MIN chúng ta cũng tính được góc M sẽ bằng tổng là 180 độ trừ đi 80 độ trừ 30 độ đúng không? Đó, thì không cần tính các bạn cũng sẽ thấy là góc B và góc M vì nó cũng bằng 180 độ trừ 80 độ trừ 30 độ đấy, đúng không? Hoặc các bạn cũng có thể tính cụ thể để rõ ràng hơn, các bạn sẽ thấy là tính được góc B là bằng 70 độ và góc M cũng bằng 70 độ, đúng không? Đó, thế thì rõ ràng các bạn sẽ thấy là
ba cạnh của tam giác ABC tương ứng bằng ba cạnh của tam giác IMN và ba góc của tam giác ABC tương ứng cũng bằng ba góc của tam giác AMN đúng không? Đó thì từ đấy là mình sẽ kết luận là hai tam giác ABC và tam giác MIN bằng nhau bởi vì các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau. Đây cụ thể mình sẽ có là gì? Góc A bằng góc Y bằng 80 độ, góc C bằng góc N bằng 30 độ và góc MB bằng góc M bởi vì cùng bằng gì? 180 độ trừ 80 độ trừ 30 độ là 70 độ đấy đúng không? Rồi thì các cạnh tương ứng bằng nhau bởi vì nó có ký hiệu giống nhau, đấy là cạnh AB bằng cạnh IM, cạnh AC bằng cạnh IN và cạnh BC bằng cạnh MN. Đấy, và chúng ta có một cái chú ý đấy là khi dùng ký hiệu hai tam giác bằng nhau, ta phải viết các đỉnh tương ứng theo cùng thứ tự. Chẳng hạn như ví dụ một hình 3 đấy, đúng không? Góc A bằng góc Y, góc C bằng góc N, góc B bằng góc M. Thì thứ tự phải viết là tam giác ABC sẽ bằng với tam giác IMN. Đây mình viết tam giác ABC bằng tam giác IMN. Đó, đúng không? Các đỉnh tương ứng theo cùng thứ tự là như vậy đó các bạn. Đỉnh A bằng đỉnh Y này, đỉnh B bằng đỉnh M này, đỉnh C bằng đỉnh N đúng không? Thì khi mình viết là tam giác ABC thì tương ứng mình phải viết đúng thứ tự là tam giác IMN. Tiếp theo, chúng ta cùng làm tiếp bài thực hành 1. Quan sát hình 4. Trên hình vẽ là hai tam giác đúng không các bạn? Người ta hỏi là hai tam giác ABC và MNP có bằng nhau hay không? Hãy chỉ ra các cặp góc và các cặp cạnh tương ứng bằng nhau. Đó, thì bây giờ mình nhìn thì vào hình vẽ hai tam giác, mình sẽ đọc ra các góc ký hiệu giống nhau thì bằng nhau, rồi các cạnh ký hiệu giống nhau và bằng nhau. Rồi sau đấy, nếu như có ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau và ba cặp góc tương ứng bằng nhau thì mình sẽ kết luận là hai tam giác đấy bằng nhau, đúng không? Đó, thì đầu tiên là góc trước các bạn nha. Đây thì mình sẽ đọc được là góc A bằng góc M. Bởi vì các bạn sẽ thấy là gì? Hai góc này được ký hiệu giống nhau đúng không? Tương tự, góc B sẽ bằng với góc N đúng không? Bởi vì nó có ký hiệu bằng nhau. Và tương tự như bài vừa nãy thì chúng ta cũng có là góc C bằng góc P. Đơn giản là trong một tam giác đúng không? Tổng ba góc của một tam giác luôn bằng 180 độ, hai góc cặp góc bằng nhau rồi thì cặp góc còn lại nó cũng bằng nhau thôi đúng không? Để đảm bảo là tổng ba góc của một tam giác đều bằng 180 độ. Tiếp tục đến cạnh thì tương tự chúng ta cũng đọc được là các bạn nhìn vào hình vẽ, đầu tiên là cạnh AB ký hiệu một gạch thì sẽ bằng cạnh MN đúng không? Nó cũng được ký hiệu một gạch. Rồi tiếp theo, cạnh AC nhìn vào cạnh AC được ký hiệu là hai gạch thì tương ứng bên kia sẽ bằng cạnh MP đúng không? Đều được ký hiệu hai gạch. Và cuối cùng là cạnh BC được ký hiệu bằng cạnh NP đúng không? Dấu nhân giống nhau đấy, đúng không? Đó thì rõ ràng mình sẽ thấy là tam giác ABC sẽ bằng với cả tam giác MNP bởi vì có ba cặp góc tương ứng bằng nhau và ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau đúng không? Và như cô nói lưu ý đấy, chúng ta phải ký hiệu đúng thứ tự khi viết tam giác bằng nhau này. Mình viết tam giác ABC. Góc A bằng góc M, góc B bằng góc N, góc C bằng góc P đấy. Ở trên mình mới viết xong đấy. Thì lúc này theo thứ tự mình phải viết là gì? Tam giác MNP. Đó là bài thực hành 1. Thì tóm lại là bài thực hành 1 một lần nữa chúng ta đọc được các cặp góc và các cặp cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau, viết ký hiệu hai tam giác bằng nhau. Thì lưu ý giúp cô là khi viết ký hiệu hai tam giác bằng nhau một lần nữa cô nhắc là gì? Mình phải viết đúng thứ tự đúng không? Tam giác ABC thì theo đúng thứ tự phải là tam giác MNP đấy, đúng không? Các đỉnh tương ứng. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm bài vận dụng 1. Trong hình dưới đây, cho biết tam giác GHI bằng tam giác MNP. Yêu cầu hãy tính số đo góc M và độ dài cạnh GI. Đó, thì rõ ràng bài vận dụng 1 này các bạn sẽ thấy là người ta cho sẵn hai tam giác bằng nhau
Và khi người ta viết ký hiệu là tam giác GHI bằng tam giác MNP thì lúc này các bạn hiểu là gì? Các đỉnh tương ứng là G tương ứng với M, H tương ứng với N và Y tương ứng với P. Đó. Bây giờ các bạn sẽ thấy là hai tam giác trong hình vẽ là gì? Một tam giác MNP thì chỉ biết cạnh MP bằng 5 thôi. Và tam giác GHI thì chỉ biết góc H bằng 62 độ và góc Y bằng 43 độ thôi. Và bây giờ người ta yêu cầu là tính số đo góc M. Đấy là góc của tam giác MNP đấy. Và cạnh GI là cạnh của tam giác GHI đấy. Đúng chưa? Đó, thì bây giờ nhiệm vụ của mình là từ hai tam giác bằng nhau, mình phải đọc được các cặp góc tương ứng bằng nhau và các cặp cạnh tương ứng bằng nhau. Để từ đấy mình có thể tính được các góc. Thì đầu tiên là đề yêu cầu tính góc M. Thì rõ ràng các bạn sẽ thấy là tam giác MNP cả ba góc đều chưa biết số đo, đúng không? Đó, thì mình phải dựa vào hai tam giác bằng nhau, mình xác định góc M thì bằng góc nào của tam giác GHI. Đó, từ đấy mình sẽ tính được, đúng không? Thì đầu tiên đấy, như cô vừa nãy vừa nói đấy, tam giác GHI bằng tam giác MNP thì tương ứng góc M phải bằng góc nào các bạn? Bằng góc G, đúng không? Đấy, tương ứng đấy, đỉnh G với M đấy thì góc M phải bằng góc G. Đó, đây mình có nè, tam giác GHI bằng tam giác MNP thì mình suy ra là góc G bằng góc M, hai góc tương ứng. Đó. Thế thì rõ ràng là nếu mình tính được số đo của góc G thì mình sẽ biết suy ra được góc M, đúng không? Đấy, thì góc G ở bên tam giác GHI các bạn có tính được số đo của nó không? Mình tính được, đúng không? Tam giác biết hai góc rồi thì có thể tính được góc còn lại nhờ vào định lý tổng hai góc tam giác bằng 180 độ đấy, đúng không? Thì lúc này mình sẽ tính được là góc G bằng tổng là 180 độ trừ đi hai góc H và Y là trừ đi 62 độ trừ đi 43 độ là mình sẽ tính được góc G bằng 75 độ, đúng chưa? Đó, góc G tính được bằng 75 độ. Thì từ đấy góc M bằng góc G thì góc M cũng phải bằng 75 độ, đúng không? Đấy, từ đấy mình suy ra là góc M bằng 75 độ. Là mình tính xong góc M. Tiếp tục thứ hai, ý thứ hai là đề yêu cầu tính cạnh GI. Thì hoàn toàn tương tự cũng vậy các bạn ạ. Bước đầu tiên là các bạn phải nhìn vào ký hiệu, được chưa? Đó, GHI bằng MNP. Thì lúc này mình sẽ có là gì? Cặp cạnh tương ứng sẽ là GI, đỉnh G tương ứng với đỉnh M, đỉnh Y tương ứng với đỉnh P. Thì GI mình suy ra là nó phải bằng MP, đúng chưa? GI phải bằng MP. Và MP ở bên tam giác MNP người ta ký hiệu là bằng 5 đấy, đúng không? Đó, thì từ đấy mình sẽ biết là GI bằng 5 là hai cạnh tương ứng đấy. Đó là xong bài vận dụng 1. Đó thì nói tóm lại là gì? Qua bài vận dụng 1 này các bạn phải làm được đấy là dựa vào ký hiệu hai tam giác bằng nhau, phải đọc được các góc tương ứng bằng nhau và các cạnh tương ứng bằng nhau, đúng không? Đấy, thì từ đấy mình mới suy ra được số đo các góc và các cạnh tương ứng. Tiếp theo, sau khi tìm hiểu về hai tam giác bằng nhau rồi, chúng ta sẽ qua mục 2, đấy là các trường hợp bằng nhau của tam giác. Thế như thế nào là các trường hợp bằng nhau của tam giác các bạn? Đấy, thì ở mục 1 ta đã biết là hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau và các góc tương ứng bằng nhau. Đấy, thì sau khi thực hiện các hoạt động sau đây, các em sẽ thấy là chỉ cần chỉ ra một số điều kiện ít hơn cũng đủ để kết luận hai tam giác bằng nhau. Có nghĩa là sao nhỉ? Nếu như mà mình cứ phải chỉ ra là ba cặp cạnh tương ứng bằng nhau, ba cặp góc tương ứng bằng nhau thì nó rất là nhiều, đúng không? Đó, thì sau khi thực hiện tiếp các hoạt động sau này là mình sẽ thấy là khi mà chỉ ra hai tam giác bằng nhau á, là mình chỉ cần chỉ ra các điều kiện ít hơn thôi, một số điều kiện thôi, chứ không cần phải chỉ ra tất cả, là mình cũng có thể kết luận là hai tam giác bằng nhau rồi. Đấy, thì đấy là các trường hợp đấy để hai tam giác bằng nhau ấy. Thì tất cả là có 3 trường hợp các bạn ạ. Chúng ta cùng tìm hiểu. Chúng ta cùng đi vào tìm hiểu trường hợp đầu tiên. Trường hợp bằng nhau thứ nhất, cạnh cạnh cạnh, thông qua hoạt động sau. Cho tam giác ABC như hình A. Lấy một tờ giấy, trên đó vẽ tam giác A', B', C' có 3 cạnh bằng 3 cạnh của tam giác ABC theo các bước.
Có nghĩa là bây giờ mình lấy một tờ giấy, mình vẽ một tam giác A phẩy B phẩy C vậy, mà có ba cạnh bằng ba cạnh của tam giác ABC, tương ứng là A phẩy B phẩy bằng AB, A phẩy C phẩy bằng AC và B phẩy C phẩy bằng BC đấy, đúng không? Và người ta hướng dẫn các bước, các bạn sẽ làm như sau này. Đầu tiên, vẽ đoạn thẳng B phẩy C phẩy bằng đoạn thẳng BC. Mình vẽ được, đúng không? Đó, rồi tiếp theo, vẽ cung tròn tâm B phẩy bán kính bằng BA, vẽ cung tròn tâm C phẩy có bán kính bằng CA. Có nghĩa là sao các bạn? Các bạn lấy compa này, các bạn đo đoạn BA. Sau đấy các bạn vẽ cung tròn tâm B phẩy bán kính là BA, đúng không? Rồi tiếp tục lấy compa đo cạnh CA, rồi vẽ cung tròn tâm C phẩy bán kính CA. Đó, như hình vẽ mô phỏng. Các bạn sẽ được hai cung màu xanh nha các bạn. Nét đứt trước thấy không? Đó, thì hai cung tròn trên sẽ cắt nhau tại A phẩy. Các bạn thấy điểm A phẩy không? Là điểm hai cung tròn cắt nhau. Đấy, thì ở đây có là mở ngoặc chỉ lấy một trong hai giao điểm của hai cung thôi. Thì thực ra là nếu các bạn vẽ cả một cái đường tròn thì các bạn sẽ thấy là hai cái đường tròn này nó đều cắt nhau. Nó cắt nhau tại hai điểm các bạn ạ, một điểm phía trên và một điểm phía dưới của B phẩy C phẩy nữa. Đúng không? Thì lúc này mình chỉ lấy có một điểm thôi, một giao điểm A phẩy đấy thôi. Được chưa? Thì sau khi lấy xong các bạn thì các bạn sẽ vẽ các đoạn thẳng B phẩy A phẩy và C phẩy A phẩy, được không? Thì chúng ta được tam giác A phẩy B phẩy C phẩy như hình vẽ đấy. Đó. Tiếp theo người ta yêu cầu đấy là em hãy cắt rời tam giác A phẩy B phẩy ra phẩy phê ra phẩy ra khỏi tờ giấy vừa vẽ và thử xem có thể chồng khít tam giác A phẩy B phẩy C phẩy lên tam giác ABC hay không? Và các bạn thử làm như vậy các bạn sẽ thấy nó chồng khít các bạn ạ. Đó. Rồi người ta hỏi tiếp là thế em hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy trong trường hợp này có bằng nhau hay không? Thì rõ ràng là chồng khít lên nhau đúng không? Thì nó sẽ bằng nhau thôi. Ba cạnh tương ứng bằng nhau và ba góc tương ứng bằng nhau. Đúng chưa? Mình đã làm ở bài trên đấy. Đó. Thế thì rõ ràng qua cái hoạt động này các bạn sẽ thấy là gì? Chúng ta không cần biết các góc, chúng ta chỉ vẽ tam giác A phẩy B phẩy C phẩy có ba cạnh bằng các ba cạnh của tam giác ABC thôi, đúng không? Thì chúng ta cũng cho ra một tam giác A phẩy B phẩy C phẩy bằng tam giác ABC. Đó. Có nghĩa là gì nhỉ? Không cần phải biết ba góc. Chỉ cần ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia là hai tam giác đấy đã bằng nhau rồi. Đấy thì nói tóm lại, người ta chứng minh được tính chất sau các bạn. Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đấy bằng nhau. Đây, cô lấy một ví dụ để cho bạn thêm hiểu thêm này. Trong hình 7, chứng minh tam giác ABC bằng tam giác DBC. Đó, thì lúc này mình có tính chất ở phía trên rồi thì mình có thể làm bằng cách là chỉ cần chỉ ra là ba cạnh của tam giác ABC tương ứng bằng ba cạnh của tam giác DBC thì mình có thể kết luận nó bằng nhau rồi. Đó, và cách trình bày mình sẽ trình bày như sau các bạn này. Giải xét tam giác ABC và tam giác DBC có. Đấy thì nhìn vào hình vẽ này, ABC là tam giác phía trên đấy, còn DBC là tam giác phía dưới đấy đúng không? Mình nhìn vào hình vẽ, các cạnh nào có ký hiệu bằng nhau thì mình đọc ra thôi, đúng không? Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy là hai tam giác này có cặp cạnh thứ nhất, đấy là BC là cạnh chung, đúng không? Hai cạnh chung nhau thì đương nhiên nó bằng nhau rồi. Tiếp theo, chúng ta có là cạnh BA bằng cạnh BD. Đúng chưa? Bởi vì nó cùng được ký hiệu một gạch đấy. Tiếp theo, cặp cạnh cuối cùng, các bạn nhìn vào hình vẽ, chúng ta sẽ có là cạnh CA bằng cạnh CD. Đúng chưa? Bởi vì nó cùng được ký hiệu hai gạch đấy. Đó thì rõ ràng các bạn sẽ thấy là tam giác ABC có ba cạnh bằng tương ứng ba cạnh của tam giác DBC đúng không? Thì theo tính chất ở phía trên, mình có thể suy ra luôn được là suy ra tam giác ABC bằng tam giác DBC theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Đó. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp trường hợp bằng nhau thứ hai, cạnh góc cạnh.
Đó, nãy là cạnh 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 thì nó là gì các bạn? Ba cạnh bằng nhau. Thế bây giờ cạnh góc cạnh thì theo các bạn là tương ứng là gì các bạn? Sẽ có hai cạnh tương ứng bằng nhau và một góc tương ứng bằng nhau đúng không? Đây thì cụ thể mình tìm hiểu thông qua hoạt động sau này. Cho tam giác ABC như hình A. Lấy một tờ giấy, trên đó vẽ tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Có góc B phẩy bằng góc B, B phẩy A phẩy bằng B A, B phẩy C phẩy bằng B C theo các bước như sau. Đấy thì tương tự người ta cũng hướng dẫn các bước để các bạn vẽ tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy các bạn này. Đây thì đầu tiên là mình sẽ vẽ góc X B phẩy Y bằng góc ABC. Đúng không? Thì đầu tiên là mình sẽ lấy thước đo độ, mình đo góc B của tam giác ABC đúng không? Sau đấy mình dùng thước đo độ, mình sẽ vẽ được góc X B phẩy Y là góc được vẽ bằng màu đỏ các bạn thấy không? Góc màu đỏ. Đó. Được chưa? Bằng góc ABC. Tiếp theo, trên tia BX các bạn lấy đoạn B phẩy A phẩy bằng đoạn BA, mình làm được đúng không? Mình đo đoạn BA bằng bao nhiêu, sau đấy mình lấy đoạn B phẩy A phẩy bằng đoạn BA. Tương tự trên tia B phẩy Y lấy đoạn B phẩy C phẩy bằng đoạn BC, đúng không? Mình cũng đo xem tam giác ABC cạnh BC bằng bao nhiêu, sau đấy mình vẽ B phẩy C phẩy bằng BC. Cuối cùng là gì? Mình sẽ nối, mình vẽ đoạn A phẩy C phẩy thì chúng ta sẽ được tam giác A phẩy B phẩy C phẩy. Được chưa? Đấy, và tiếp theo người ta yêu cầu là em hãy cắt rời tam giác A phẩy B phẩy C phẩy ra khỏi tờ giấy vừa vẽ và thử xem có thể đặt chồng khít tam giác A phẩy B phẩy C phẩy lên tam giác ABC hay không. Đó, các bạn cùng thực hành như vậy, cắt như vậy và các bạn sẽ thấy là nó chồng khít các bạn ạ. Đấy, thế thì nếu nó chồng khít thì theo em là hai tam giác ABC và A phẩy B phẩy C phẩy trong trường hợp này có bằng nhau hay không các bạn? Bằng nhau đúng không? Đã chồng khít thì bằng nhau. Đó thì hoàn toàn tương tự chúng ta cũng có thể kết luận ra các bạn. Tam giác A phẩy B phẩy C phẩy bằng tam giác ABC đúng không? Đó, thì trước khi có kết luận được chưa? Thì chúng ta có thêm một cái định nghĩa sau này để chúng ta diễn đạt dễ hơn này. Trong hình A, góc ABC là góc B đấy, được gọi là góc xen giữa hai cạnh BA và BC, được chưa? Đó, thế thì rõ ràng là hai cạnh với một góc thì không phải là hai cạnh và góc nào cũng được các bạn ạ, mà là phải góc xen giữa hai cạnh đấy, được chưa? Góc ABC là góc xen giữa hai cạnh BA và BC. Đó thì từ đấy chúng ta sẽ rút ra cái tính chất như sau, chúng ta thừa nhận đấy là nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đấy bằng nhau. Đây thì tiếp theo cô có ví dụ 3 để các bạn hình dung rõ hơn này. Trong hình 9, chứng minh tam giác MNP bằng tam giác QNP. Đó thì hoàn toàn tương tự như những bài trước này. Bước đầu tiên mình sẽ xét tam giác MNP và tam giác QNP có. Nhìn vào hình vẽ, đầu tiên mình sẽ thấy là gì? Hai tam giác có chung cạnh nào các bạn? Cạnh NP đúng không? Thì mình viết là NP là cạnh chung. Tiếp theo, còn có cặp cạnh nào bằng nhau nữa các bạn? Được ký hiệu bằng nhau. Chúng ta sẽ thấy là có cạnh PM bằng cạnh PQ. Các bạn thấy hình vẽ không? Bởi vì nó được ký hiệu giống nhau là một gạch đấy. Đó, thì chúng ta có là hai cặp cạnh tương ứng bằng nhau rồi. Và tiếp theo, hai cạnh thì phải góc xen giữa, đúng không? Thì chúng ta cũng thấy là trên hình vẽ người ta ký hiệu là góc MPN bằng góc QPN đúng không? Được ký hiệu bằng giống nhau đấy, một gạch đấy, đúng không? Đó, và rõ ràng chúng ta sẽ thấy đấy là hai góc xen giữa đúng không? Tam giác MNP thì hai cạnh là PN và PM, thì
thì góc xiên giữa phải là góc MPN. Và tương tự tam giác QNP có hai cạnh là PN và PQ thì góc xiên giữa phải là góc QPN. Đúng chưa? Đó. Thì có thêm hai góc này bằng nhau nữa thì mình kết luận là suy ra tam giác MNP bằng tam giác QNP theo trường hợp cạnh góc cạnh. Đó, thì tóm lại là các bạn sẽ thấy là cách chứng minh hai tam giác bằng nhau thì nó giống nhau các bạn nha. Bước thứ nhất xét, bước thứ hai chỉ ra ba yếu tố. Trong trường hợp này là hai cạnh và góc xen giữa. Đó, thì từ đấy là mình sẽ kết hợp luận là tam giác MNP bằng tam giác QNP và mở ngoặc ra phía sau là viết tắt của cạnh góc cạnh là CGG, đúng không? Đó. Thế thì ví dụ 3 này cũng kết thúc cái video của chúng ta ngày hôm nay. Và các bạn nhớ giúp cô là trong bài này chúng ta đã học về hai tam giác bằng nhau thì sẽ có ba cạnh tương ứng bằng nhau và ba góc tương ứng bằng nhau. Và cô đã giới thiệu các bạn hai trong ba trường hợp bằng nhau của tam giác, đúng không? Là cạnh cạnh cạnh. Ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh tương ứng của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau. Và trường hợp cạnh góc cạnh, hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đấy cũng bằng nhau. Được chưa? Đó, về nhà các bạn xem lại video để ghi nhớ các trường hợp bằng nhau của tam giác. Video tiếp theo cô sẽ dạy về trường hợp bằng nhau thứ ba còn lại, đúng không? Và các bài tập để các bạn thực hành. Đó. Buổi học của chúng ta đến hôm nay là kết thúc. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.